Rồi tiếp tục nhảy chị ơi, còn sâu lắm chị ơi. Xung quanh có tu sĩ đó. Có cổng kìa, cổng trời kìa. Rồi Hiếu ơi, Hiếu. Đây là bao phúc lục thọ Hiếu này. Cổng trời rồi cha. Rồi. Đó. Rõ ràng là cổng trời. Đây là cái bánh. Ai không gọi cho con chơi chú. Mẹ xếp ra cho. Đây chú. Đó hai cái này nhiễu gặp nhau nè cha. Mà ở trên dính dính sớm hơn nè. Y như là mũi giáo vậy. Ở nhọn quắc luôn kìa. Nhọn quắc luôn kìa. Con một kìa. Rồi. Trời ơi cái này đừng ai đụng tới nha. Này 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 nó chụp. Để cho nó nhiễu nữa. Đâu? Ngại mẹ mới. Rồi có chụp một tranh thủ anh chị ơi, nhanh chứ không họ một khuất cái tầm nhìn mình đi. Gì nè? Khúc lọc thọ mới nè, có đứa bé rồi cha. Sắp hình thành cái mới. Đây có nhà rông nè. Có nhà rông gì ơi? Nhà rông. Lúc nào đó. Rồi ngồi đi, ngồi. Thái nghe. Ngồi lên. Ơ nè. Đây là nhà rông. Chụp hơn, em ơi. Họ ngọc đâu á à, thấy không đó, mặt người đó đây đúng không, không ở ngoài đây nè, cái tượng nhiễu ở ngoài đây nè, trên cao nhất đó, mặt người đó có mũi mắt mũi miệng đầy đủ luôn. Đúng rồi, đâu, có chị rồi, có giống này. Như ông quan công vậy đó. Mà có đội nón như tướng, vậy đó. Đó mình chỉ ảnh cái mẫu ảnh sẽ chỉ đằng sau. Không tại vì cái này là mình sẽ phát hiện ra một nhiều cái mới tưởng tượng mỗi ngày mình đi lúc luôn nước khác mà này giống san hô có râu riêng hết chọn có mã có nón thì nó giống như binh sĩ vậy đó, thấy không đi bình đâu lão về mình phát hiện ra cái hình dáng gì đó mình tính nó là ở đây là cắt gia là người khám phá ra đây gia là con rêu gì kìa cỏ nó mọc lên kìa anh đạt ơi nó mọc được cỏ ha. Mấy cây xà đó mấy hậu hậu rồi quý tạm hắt ra chụp
mình có cái mà để coi. Có thể nó đổ về để nó thành cái hình hình dạng nó khác nữa. Chứ không có cái nào cũng chọc cũng cứng lắm chứ đâu không y như là cái hả. Em mấy cái ngon bột nã vô vậy. Lúc xây cái này là mấy người cũng phá mớ rồi nữa rồi đó. Xây là phá mớ rồi. Tại vì nó tối á, nó phải có thời gian nó tích cái điện. Ủa cha có sạc pin không? Có, nhưng mà nó phải thường có thời gian là nó tích. Hay là vù vú của mẹ kìa. Bây giờ nhìn thấy cũng chán. Chào chị. Trễ rồi. Ta ra lâu rồi Đạt ơi. Dài hơn. Thì đi bên đường.